Xin chào tất cả các bác, anh. Hôm nay là em lại tiếp tục quay một cái cành đào cực kỳ to khủng. Cái tán của nó xòe ra phải tầm vào 8 mét, chiều cao phải hơn 6 mét. Cành này khủng lắm, nhưng mà giá buôn rất rẻ thôi, có mấy triệu thôi các bác nha. Nhưng mà để tôn trọng anh em bán mua đào, em cũng không báo giá cụ thể nha, mà giá rất rẻ. Em quay lại cho mọi người cùng xem, để lưu lại cái cây đào rất to. Anh em vừa mới chốt rồi, khách đây, mấy anh em khách đều vừa chốt. Cành rất nhiều nụ. Đây, còn đây là các cành khác. Dạ vâng, anh mời đi, em cảm ơn. Em quay một tí rồi. Đây nha. Cành này thì rẻ hơn này mọi người. Không bằng cái giá đấy. Em nói là không bằng cái giá. Đây, cành này thì giá mềm, giá buôn. Nhưng mà đến tay được các đại gia thì không biết là giá thế nào. Vì bọn mình ở ngay cái đầu nguồn của đào cho nên là giá nó cũng rẻ hơn so với thị trường. Còn đây là các cái xe chở đào về xuôi này, đi các vùng miền này. Chở rất nhiều đào. Đây, còn cành này thì bé hơn một chút này mọi người nhá. Này thì các cái sảnh lớn bày thì thoải mái, đẹp. Đúng rồi, hoa thắm này, hoa đẹp lắm mọi người nhé. Cái quả đây đẹp không, màu hoa này quá đẹp luôn. Đây thì có mấy cành bé bé thôi, vì hai vợ chồng nhà này mới lấy về cành này lúc nãy luôn, vừa đưa về. Cái gốc nó to như cái phích nước của ta nha mọi người nhá. Tầm phích. Hoa này hoa to, đẹp. Đây, các cái xe chở đào về xuôi nhé mọi người nha. Vì lướt lướt theo xe nên là nó nhòe. Cành đào này, thực ra cành đào này chưa phải là to nhất đâu mọi người nhá. Tôi chụp lại ảnh cái cành đào to hơn, nhưng mà lúc đấy họ chưa bốc xuống khỏi cái xe công nông nên là thôi. Cái cành này rất là gọn, xinh xắn. Cái tán của nó lên vòm kiểu này nha mọi người nha. Hai chân hai chạm. Một gốc hai chạm. Và lên trên này rất nhiều nhánh rồi, miễn bàn thế này. Nụ đây. Mọi người nhìn rõ đấy nhá, mọi người sẽ theo dõi cái kênh của em nhé, bấm đăng ký ủng hộ cho kênh Tuân Vùng Cao nhé. Số điện thoại của em là 0977662447. Đây, em cũng vừa mới đón một anh bạn mới ra từ Nghệ An, vừa mới xuống xe khách này, mai là hai anh em sẽ đi bốc một xe đào trở về Nghệ An. Và cành đào này thì cũng
người Nghệ An cũng vừa mới chốt xong. Cái này phải sảnh lớn. Vào cái sảnh khách sạn lớn là bày thoải mái, hoặc là công ty doanh nghiệp với lại trụ sở cơ quan là bày thoải mái. Rồi nha, em quay cái cây to như thế rồi nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip lần sau nha. Lúc nãy em đã đăng mấy clip rồi. Quay ở đây thì nó hơi tối, hơi không rõ thôi, nhưng mà nhìn ngoài rất là đẹp. Và có những lúc em quay cận cảnh cho các bác xem. Đây còn một cảnh này. Này cũng thoải mái nụ luôn. Tha hồ đến chơi Tết. Đây là anh em đang khách đang đến chọn với lại thỏa thuận. Đây là các anh bạn tôi đang chọn này. Xin chào mọi người nha.